Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Team MTV. Mình là Trung Ngô. Ngày hôm nay video này nói về cái gì thì chắc là anh em cũng biết rồi. Anh em có thể đọc tiêu đề video và sản phẩm mình đang mặc sẵn trên người rồi đây. Đây là chiếc áo sweater mới nhất của The Fire Monkey, một sản phẩm cho mùa thu đông 2020-2021. Đây là một chiếc áo mà nó có form oversize, nó có rất là nhiều màu. Cảm giác mặc trên người thì thoải mái, nó nhẹ, nó có cái độ ấm vừa đủ cho anh em mặc. Vậy thì chi tiết nó có cái gì, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này nhá. Trước khi vào tìm hiểu thì mình thông báo một điều nhá, mình quên không quay là trong video này sẽ có giveaway nhá. Cái áo này, chính cái áo này luôn, các bạn có thể chọn màu, chọn size thoải mái. Thể lệ thì rất đơn giản, như mọi khi thôi, các bạn sẽ comment một con số, xem hết video này, like video và đăng ký kênh. Thế thôi, comment một con số từ 000 đến 999 và viết vài dòng các bạn mong muốn, không viết cũng được, không sao. Ok, thể lệ rất đơn giản. Và phần thưởng là một chiếc áo sweater của The Fire Monkey nhá. Màu nào cũng được, size nào cũng được. Anh em vào chơi nhá. Quay trở lại video thôi. Đây, đứng ở đây thì chắc là anh em nhìn thấy rằng áo này nó rất là rộng rồi đúng không? Áo này nó rộng đến quá bông của mình luôn này. Đấy, mình cao 1m78 nhưng áo này size L mà nó rất là rộng, tức là form oversize đấy. Thì anh em cũng phải cân nhắc cái chuyện size nhá. Mình cao 1m78 mặc size L mà nó rộng như thế này rồi, thì nếu như anh em muốn nó không bị thùng thình quá thì cứ giảm size xuống. Mình cũng nghĩ là bản thân mình cũng có thể mặc được size M. Theo cái kiểu ăn mặc của mình thì mình nên mặc size M sẽ đẹp hơn. Thì nói chung là áo này nó sẽ rất là rộng. Thế nhưng mà cái kiểu rộng của nó thì mình nghĩ là cũng không quá bị là trông thùng thình và bị gầy đâu, mà nó sẽ phồng ra ở phía ở giữa và ở các cái đầu, ví dụ như là bên cuối này, là cuối tay này, nó sẽ đều có đầu bó vào. Cái cổ nó cũng may rất là nhỏ để ôm sát vào cổ chúng ta, nên là cảm giác nó không bị rộng quá và bị nó không bị thùng thình ấy. Mình thì mình lâu rồi không mặc rộng, nhưng mà anh nghĩ là các bạn học sinh hay là sinh viên thì cũng rất là hay mặc quần áo oversize như thế này. Về cái chất liệu thì áo này nó là vải nỉ da cá, anh em có thể lộn ra mặt bên trong, nó có thể nhìn thấy ngay cái vải bên trong, trông nó rất là giống da cá. Thì đây là vải nỉ da cá nhá. Cái vải này ấy, nó có ưu điểm nó rất là nhẹ và nó có một cái độ ấm vừa đủ. Ở ví dụ mặc ở nhà một cái áo như thế này thôi là nó đủ ấm rồi, mình sẽ không cần mặc áo khoác các thứ nhiều quá ở trong nhà. Còn nếu như ra ngoài đường, cái kiểu ví dụ mùa đại hàn nhà như Hà Nội bây giờ đang khoảng 10 độ C thì mình sẽ chỉ mặc một cái áo như thế này và mặc thêm một cái áo phao rất là to ở bên ngoài thôi, thì là nó vừa đủ cái sự thoải mái mà nó cũng nhẹ nhàng, nó không bị dày cộm quá ấy. Mặc như thế này thôi xong cởi áo khoác ra treo lên là xong, thì nó rất là gọn. Ưu điểm rất là lớn là như vậy, nó đủ ấm nhưng mà nó nhẹ. Về cái độ hoàn thiện của cái áo này thì mình đánh giá nó ngang bằng với cái áo hoodie da lộn lần trước, ngang bằng luôn. Phải nói là cái áo da lộn lần trước ấy, nó là một cái bước tiến cực kỳ lớn của cái dòng sản phẩm quần áo của The Fire Monkey. Thì đến cái sản phẩm này nó cũng có chất lượng ngang bằng luôn. Các cái đường kim mũi chỉ thì nó cũng được hoàn toàn giấu vào mặt bên trong, bên ngoài chúng ta sẽ không thể thấy được một cái đường kim mũi chỉ gì cả. Và lộn ra bên trong, các cái đường may của nó rất là gọn. Tất nhiên cũng sẽ có một vài điểm nó sẽ bị hơi rối một tí, nhưng là không nhiều, không đáng kể. Các cái đường may là rất gọn và dày. Và bằng chung là mình thấy rằng các cái đường may, các cái độ hoàn thiện của áo này là rất là ổn rồi. Mức giá của nó rất là rẻ. Mình nói luôn, giá của áo này, giá gốc là 500.000, thế nhưng mà giảm giá 50%, nó chỉ còn 250.000 mà thôi. Với một cái mức giá như vậy mà chúng ta được một cái áo có cái chất lượng, có cái chất vải, rồi form áo nó tốt như thế này, mình nghĩ rằng cũng không phải quá lăn tăn. Nói về cái ngoại hình của cái áo này thì ngoài form rộng ra, nó sẽ có một cái điểm nhấn là một cái hình in ở giữa ngực này. Duy nhất trên áo này chỉ có một hình in thôi. Thì cái hình in này nó sẽ có dòng chữ là The Fire Monkey Winter Spring 2021, với một cái chất lượng là rất là dày dặn. Mình sờ vào mình cảm nhận được là cái độ bám, cái độ nổi hình của nó lên rất là tốt. Thì cái hình này mình hoàn toàn chắc chắn là anh em có thể giặt rũ thoải mái bằng máy hay là bằng tay, tùy ý luôn. Không bao giờ có thể bung ra được, chắc chắn là như vậy. Nói chung là cái chất lượng in áo ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại là nó rất là tốt rồi. Các cái xưởng in ở Việt Nam bây giờ đã có công nghệ rất là tốt rồi. Nó không còn chuyện như ngày xưa là anh em mua áo in hình graphic về là phải giặt bằng tay rất là nhẹ nhàng vì sợ nó bung ra nữa. Bây giờ không có chuyện đấy. Thì cái áo này cũng vậy. Tiện thì nói luôn về cái độ bền form khi mà chúng ta giặt rũ. Cái điều này là một cái điều mà chúng ta thường rất hay bỏ qua khi mà mua quần áo. Nói thật là như vậy. Tức là có nhiều khi nhá, các bạn mua quần áo về thử ở tiệm các thứ thì nó rất là đẹp, mua ở tại shop nó rất là đẹp, nhưng mà về sau giặt độ khoảng 2-3 lần thì nó bắt đầu bị rão ra ấy, và dần dần là áo bị mất form, mặc không còn đẹp như trước nữa, thì như thế nó rất là phí tiền. Cái áo này mình có thể đảm bảo chất liệu nỉ da cá ở đây nó dày dặn và có độ bền form cao. Bản thân cái áo này nhá, nó đã là cái form oversize rồi, nó có bị rão ra một chút nữa thì chúng ta cũng khó thấy. Nếu như các bạn mua một cái áo bó mà nó bị rão ra, có thể dễ dàng nhận ra được. Nhưng mà cái áo form như thế này
và cái chất liệu nó tốt như thế này nữa thì cái độ giãn nó đã ít rồi, và giãn ra mình cũng không thể biết được. Chắc chắn đây sẽ là cái áo nó có cái độ bền rất là cao. Anh em giặt thì cứ giặt máy bình thường thôi, chỉ có điều là hãy lộn mặt bên trong ra và để cho cái màu này nó được bền hơn, thế là ok. Đó, thì mình đánh giá rằng đây là một cái áo rất là tốt và nó có rất là nhiều lựa chọn cho anh em lựa chọn nhá. Đây, 7 màu tất cả. Tí nữa mình sẽ làm một cái video khác là thử tất cả các màu, có thể gọi là lookbook, bây giờ mình có cảm nhận được các màu cho anh em luôn. Còn video này mình sẽ cảm nhận về chất liệu, rồi form áo, rồi xem cái chất lượng nó như thế nào, mình sẽ giới thiệu anh em như thế thôi. Thì nói chung là con áo này mình thấy rằng với mức giá là 250.000 thì nó là cái áo đáng mua, rất là rẻ, 250.000, chất liệu tốt, mặc nhẹ nhàng, ấm áp. Rồi cái form này mặc rất là dễ nhá. Thực ra form này mặc rất là dễ, anh em béo, gầy, cao, thấp đều có thể mặc được. Nếu mà anh em cảm thấy là mặc nhè, sợ bị lùn ấy, thì hãy mặc một cái quần nó skinny, nó bó vào một chút là trông nó sẽ ok ngay. Nhưng mà chỉ 250.000 thì không có gì là quá là tần cả. Ok, vậy thì anh em cảm thấy con áo này có đáng mua hay không thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Tất cả những cái size chart, những cái link mua hàng mình sẽ để ở phần description, anh em có nhu cầu thì bấm vào ngay. Nó chỉ là một con áo có giá 250.000 thôi, rất là ngon, bố ngay nhá. Và cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này. Nếu anh em thấy video hay và có ích hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhá. Cảm ơn anh em và xin chào và hẹn gặp lại.